ơi, mới quay có 2 giây hôm nay nó cung cấp thức ăn rồi. 2 giây của chị là cái trướng của con em. Đất cấp dấu dấu bị trời hết. Em đang ngồi đây thấy view sao? Ok, âm thanh sống động. Mọi thứ ok. Mọi thứ ok. Hôm nay không có những không những con nóc nhà, có cả hi-fi đỉnh kèm đang ngồi kia. Cái đó là em qua em hỏi, nhưng mà cho hỏi nóc nhà mình dặn dò gì mình không ạ? Nóc nhà vừa thấy đang đẹp trai. Oh yeah. Thưa các bạn, tôi không hiểu vì lý do gì mà nó từ cái bình từ 2 mùa trước. Còn đây nó thành một cái gì đó, nó này không phải double, nó phải triple à. Nó như cái bình thủy ấy, nó là cái ly nha. Hai giây của chị là hai trứng của con em. Đất cấp dấu dấu bị trời hết. Em đang ngồi đây thấy view sao? Ok, âm thanh sống động. Mọi thứ ok. Mọi thứ ok. Thấy à? Thấy có con FPV nhỏ nhỏ nó bay nữa. Thưa các bạn, tôi không hiểu vì lý do gì mà nó từ cái bình từ 2 mùa trước. Còn đây nó thành một cái gì đó, nó này không phải double, nó phải triple à. Mà ngoài tôi ra thì ở đây đâu ai thích uống nhiều cái gì. Đủ quá. Nó như cái bình thủy ấy, nó là cái ly nha. Ủa sao cái này nó lộn? Ủa gì vậy? À nó bạn. Đây bạn. Người đàn ông chân phương đồ đạc thật nổi. Không có gì. Wow. Quá trời. Good. Hôm nay không có những con nóc nhà, có cả hi-fi đỉnh kèm đang ngồi kia. Cái đó là em qua em hỏi, nhưng mà cho hỏi nóc nhà mình dặn dò gì mình không ạ? Nóc nhà vừa thấy đang đẹp trai. Oh yeah. Anh có ok không? Không khí hôm nay. I have a lot of energy. I'm ready. I'm ready to battle and take all the contention. Đồ thuốc gia đình của giúp ta ti. Nói là nhiều quá. Rap Việt mùa 3 2023 xem sớm nhất trên ứng dụng Vion và 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh V Channel. Cô ấy mình có thể là bỏ cái tiếng nào gì thế gian được không? Không. Bỏ tiếng lên thế gian đi. Trời ơi, đứt ơi, 3 năm nay người ta đã không tháo rồi, tự nhiên giờ nó. Đẹp trai, bỏ tiếng gì. Chính là người thức 3 đêm liền làm nhạc thêm song. Rồi, chúng ta đi. Sẵn sàng chưa? Mấy trời. Nha. Là cực dòng sẽ tỏa thân giới mơ
và bất động. Chiến bằng cái tâm với chất ngông danh nhìn từng bàn tay tới cứ thêm chất động bước lên xe không nào nung không để bị thao túng bất kể chuyện duyên hay chỉ mới nổi cùng tao một niềm tự hào chung hết lớp những sao túng đang chỉ cái tâm này chưa lại thôi. Không sao không? Không sao không? Khó. Lại rồi. Ơi, lại lần cuối nha. Rồi, đấy nè. Không, lần cuối. Ừ, không, không, lần cuối. Ok. Cảm ơn em, cảm ơn. Này, ngồi xem một bài xe của cái đỉnh năm ngoái. Nhẹ chỗ cao nhất thôi nha. Tại vì lấy một cú bánh. Nước đi tầm con người đâu biết là ngày tập đồ. Bích ơi, trà tươi lên tiếng nha Bích ơi. Trà tươi này. Đầm mẫu nha. Đầm mẫu, đầm mẫu. Bước sao đầm mẫu. Okay. Xuân. Hồi ấy mình có thể là bỏ cái tiếng nào nhìn thế gian được không? Không. Bỏ tiếng lên nhìn thế gian đi. Giờ ở đến nơi 3 năm nay thì tôi đã không tháo rồi. Tự nhiên giờ nó... Ừ, đẹp trai thì bỏ tiếng. Ngày mình ghi hình là chỉ có anh Thái là không đeo kính à. Không biết có đeo không? Hai người. Ba người. Vậy là sẽ có tổng cộng là ba người thôi. Còn tất cả mọi người sẽ đeo kính. Tỏ nó nguy hiểm. Kính là người... ba đêm liền là nhạc thêm song. Mic cho Su nhá. Cẩn thận. Đúng rồi. Tuy ơi đứng vị trí hôm qua ba người của mình đó. Ba người ở giữa Tuy, Su, Rick. Good man, so excited I've been ripped yet. Ooh, it's gonna be crazy, guys. Yeah. So excited to be here, man. So, Vietnam, I'm gonna smash it for you guys. Biết ăn cơm chưa? Chưa ăn thì chị rủ anh Thái không ăn luôn nè. Máy bay từ đâu? Salam. Màu đỏ. Mọi người ở phía dưới cổ vũ luôn nha, cổ vũ to lên. Để cho ai chơi nó không. Em ơi. Ủa bao đấy? Em có ra. 3 2 1 âm nhạc bắt đầu. Hãy lấy.
you never gave up on all the dreams we chased. And look how we stayed true to the game. But keep it alive. We go hard. Wake up, not thinking about when it's all. Mùa 3 2023 xem sớm nhất trên ứng dụng Vion và 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh V Channel. Hoa Vương đang phát sóng trên ứng dụng Vion.